Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam vừa mở cửa trở lại phòng khám phá sau gần một năm nghiên cứu, chỉnh lý hệ thống trưng bày theo hướng học mà chơi, chơi mà học, dành cho trẻ em và gia đình. Đặc biệt trong dịp hè này, chương trình Hè Khám Phá do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức đã tạo ra một sân chơi bổ ích dành cho các em nhỏ, được trải nghiệm các kiến thức khoa học đơn giản từ những điều gần gũi trong cuộc sống, thông qua việc ứng dụng phương pháp giáo dục STEAM tích hợp liên môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học. Phòng khám phá của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đang trở thành một địa điểm thu hút các phụ huynh đưa con trẻ đến học tập và trải nghiệm vào mỗi dịp hè. Điều đặc biệt của nơi đây đó là tạo ra một không gian trải nghiệm sáng tạo cho trẻ với nhiều nội dung trưng bày và trò chơi bổ ích tiếp cận các vấn đề của xã hội đương đại. Đến đây con học rất nhiều, những thí nghiệm rất hay. Phòng khám phá tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam gồm 3 không gian chính, góc giới và giới tính, góc hoạt động và góc đọc sách, trong đó lấy hoạt động khám phá giới là chủ đạo. Các nội dung được thể hiện thành các bộ giáo cụ trực quan hoặc các trò chơi, qua đó học sinh có thể tự trải nghiệm tìm hiểu thêm những vấn đề khác nhau, trong đó có cả những vấn đề mà theo quan niệm tư duy của các gia đình người Việt rất khó để tâm sự cùng con cái, như việc con được sinh ra như thế nào, giới và giới tính giống và khác nhau ra sao, các em sẽ ứng xử như thế nào với các tình huống hướng dẫn kỹ năng bảo vệ bản thân. Chúng tôi lấy cái đối tượng là các em học sinh từ mẫu giáo cho đến cấp 3 là cái đối tượng đến đây, là biến nơi đây thành một cái không gian tương tác, trải nghiệm khám phá, học mà chơi, chơi mà học. Những cái vấn đề học ở trong bảo tàng thì nó khác với học ở nhà trường. Thông qua sự tương tác trực tiếp, phòng khám phá đã trở thành một không gian thân thiện, thoải mái cho trẻ em phát triển trí tưởng tượng khám phá với nhiều dạng thức và tạo cơ hội cho những trải nghiệm đa cảm giác. Bên cạnh đó, các em còn có những cuộc thảo luận và tự do sự sáng tạo, rèn luyện khả năng tư duy độc lập và làm việc nhóm hiệu quả. Đây được xem là một cách làm mới của bảo tàng, bắt kịp xu thế và đóng góp hiệu quả vào sự phát triển văn hóa cho cộng đồng.